Quý hàng đang theo dõi là đây là đường trang trí của bộ trên tích lạnh 250 BC trong ngày 8 tháng 7 này, mình có làm một cái chương trình tặng một cái máy hàng tích tẩy cho quý hàng nè. Tích 250 BC còn được giá cũ nha, 5,2 triệu, mà còn làm một cái chương trình khuyến mãi kéo dài một tầng, tặng thêm con tích vết VB 800 nữa. Rồi hôm nay còn lấy cái NBC 288 ra bán 6,5 triệu còn tặng cho súng tích quẹt nữa. Cho nên quý thằng nào mà có lướt qua kênh máy hàng quyền, nó chưa từng đăng ký kênh thì có thể đăng ký kênh để mình nhận những cái video mà mình sẽ post lên hàng ngày, những dòng máy rất là tuyệt vời, ứng dụng rất là thực tế trong cuộc sống. Nó cụ thể đây là cái chức năng mà mình bật qua đây là một cái chức năng ứng dụng rất là nhiều. Hiện giờ là hàng titan nè, hàng trang trí cổ bô nè, tất cả các kiểu tích lạnh rồi đối trên con dòng 250 BC, tích 20 BC và NBC 288. Mọi người nhớ là chọn lựa kênh máy hàng là một nơi uy tín tin cậy để quý hàng có thể chọn lựa những thiết bị hàng cần thiết cho công ty cũng như là cho nhà xưởng của mình. Hai quý hàng ha, đây là những ứng dụng rất là tuyệt vời trong cuộc sống. Tích 250 BC ngày hôm nay là ngày 8 tháng 7, mình tặng cho quý hàng một cái máy tẩy và em nó đang tẩy rực rỡ là quý hàng. Thì như vậy là những cái chương trình khuyến mãi mà mình đặt ra trong những cái tháng 7 này rất là tuyệt vời. Rồi đây nè, mọi người đang coi nè, tích lạnh 250 BC giá 5,2 triệu, vẫn không có đổi giá mà còn tặng thêm cái máy điện giải inox này. Và mọi người thấy đang trên màn hình là mình đang sử dụng con máy tích vết mà tặng cho quý hàng thấy không? Xong rồi, tất cả những cái gì thuộc về inox mình đã xử lý xong hết. Đây là quà tặng tích 250 BC. Đây, quý hàng thấy không? Đẹp không? Ngon lành không? Mối hàng kiểu gì cũng giải quyết được hết, quá tuyệt vời. Và kính chào tất cả quý hàng thương mến, quay trở lại kênh máy hàng em Quyền nha. Hôm nay thứ hai đầu tuần là một tuần mới, cũng nằm vô đầu tháng 7. Nói đầu tháng thì cũng đã qua một tuần đầu rồi. Thì chúc quý khách hàng có một ngày thật đẹp và thật an bình. Thì cảm ơn quý khách hàng rất là nhiều đã thương mến và rất là tranh thủ để lấy cái series gọi là box 200 multi processor của hãng box á. Rất là xịn hào cái dòng máy đó. Thì mình về có 7 con, thì khách thì thương mến hôm qua nay cũng đặt được 5 máy rồi. Thì bữa nay đến làm review kỹ về dòng máy đó để coi có ai thương mến thì còn 2 cái nữa lấy luôn, nhưng mà mình bận quá. Thôi bây giờ mình sẽ vô một cái video này. Mọi người có thể thương mến nhấn nút đăng ký kênh, nhấn thẻ chuông để nhận những video mình làm lên hàng ngày ha các bạn ha. Thì đây là cái dòng máy của nhà nghèo chút xíu nhưng mà cũng được bảo hành 2 năm, cũng có những cái tính năng gần như giống cái máy 200 multi processor box của Úc đó. Nhưng mà em này tên gia Thái Lan cũng rất là tốt đó quý hàng, cũng lắp được cuộn dây hàng mít 5kg, rồi cũng có chức năng cắt lách ma, rồi có hàng que, rồi cũng có hàng lip tích, rồi có hàng có khí CO2 bảo vệ, cũng hàng được nhôm, rồi không khí 8 gm, rồi không khí 1 ly. Thì đây là cũng dòng máy đáng để chúng ta đầu tư trong cái giai đoạn khó khăn này. Thì với một cái máy mà có, tóm gọn lại đi, mít, que, lách ma mà giá chỉ có 6,500,000, mà trong chương trình rực rỡ đêm nay mình còn tặng cho quý hàng một cái súng hàng tích quẹt nữa, rồi tặng cho quý hàng một cái nón để mình đội vô để bảo vệ gương mặt của mình nữa nha quý hàng. Là cái chương trình nó cũng rất là tốt rồi. Và bên này là dòng máy tích lạnh 250 BC cũng bán rất là chạy, cũng mở ra luôn một cái chương trình khuyến mãi rực rỡ đồng em trong cái tháng 7 này luôn, sale ngày 7 tháng 7 này, thì giá 5,2 triệu. Nó có những cái tính năng rất là tuyệt vời như thế này. Đó là tích thường, tích xung là đặc biệt ở trong ngành trang trí cổ bô, hoặc là mình hàn ra những cái vảy cá tạo màu cho inox, hoặc là hàn titan cũng rất là tuyệt vời. Bên cạnh đó chức năng đặc biệt của nó là chức năng hàn cool tích, có nghĩa là tích cool là hàn tích lạnh đó quý thầy. Thì em nó sẽ chỉnh được thời gian hàn ở đây, rồi chỉnh thời gian chớp nháy chỗ này đó, chớp nhanh chớp chậm đó. Rồi thêm một cái nữa là chức năng hàn hàng que nó với dòng hàng 200 ampe, với giá 5,2 triệu cũng tiếp tục mở một cái chương trình khuyến mãi nữa, chứ nói sale cũng được, nói khuyến mãi cũng được. Tức là cái máy này giá mình đang bán là 1,950,000 luôn á. À, đây là máy Tickrush VBE 800, máy này dùng để tẩy những cái mối hàng inox
thì mình cũng sẽ mở một chương trình kéo dài khoảng một tuần đi. Hôm nay là ngày 8 tháng 7 thì kéo dài tới 15 đi, tới nửa tháng với đàn 7 ngày. Nó tặng 5,2 triệu, vẫn tiếp tục tặng một cái máy Tigress này để tạo cái kích cầu cho thị trường của chúng ta đang trong giai đoạn khó khăn này. Thấy không? Rồi bây giờ lướt nhanh để thời gian nó cũng quá trễ rồi, bây giờ đã 17:25 rồi. Bây giờ mình sẽ vô mình test cái chức năng đầu tiên của NBC288 tuyệt vời này. Nha các bạn, giá 6,5 triệu của người nghèo. Còn con Raptor là máy đời mới giờ thì giá nó hơi cao một chút xíu. Đó. Bây giờ mình sẽ vô mình cắt lát ma cho quý hàng coi. Thì để cắt lát ma chúng ta phải cần cái đồng hồ điều áp. Đó, mình đang lắp bên này. Đó, chúng ta dùng cái máy nén khí từ bên ngoài lắp vô đây. Rất là tuyệt vời, và chỉnh áp lên ở tầm thông số này. Rồi xong, đường này là đường lát ma nó đi vô nè. Rồi đường này của máy hàng mít nó đi vô nè. Đó, hai cái nó riêng biệt ra như thế. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình tiến hành mình cắt lát ma cho tất cả mọi người coi. Đó, thì nó có tính năng cũng không có thua kém gì thằng kia đâu. Nhớ là nó không có thua gì thằng Raptor đâu, nhưng mà nó là thuộc dạng phân khúc của bình dân nhà nghèo, nhưng mà giá hợp lý. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cắt lát ma cho tất cả quý hàng coi. Đây là miếng sắt dày 2 ly. Tuyệt vời. Rồi xong. Đó là phần 2 ly. Một miếng 8 ly rực rỡ lòng em này lên coi. Nó rực rỡ lòng em. 8 ly nữa thôi. Đẩy một đường lẹ lẹ đi ha. Rỡ lòng em. Đây, 8 ly. Rồi, bây giờ mình sẽ quất thêm một cái miếng dày thật dày đi. Quất miếng 12 ly, thấy các bạn ha. Quất một đường cho tất cả quý hàng coi. Ngon lành đúng không, rang 12 ly cũng rất là ngon cơm. Rồi xong, bây giờ mình sẽ chuyển qua mình cắt dài đường nhôm. Nhôm, mình sẽ cắt dài đường nhôm cho tất cả quý hàng coi. Xong tất cả các kiểu vật tư đường nó cắt được hết cái này ha. Rồi bây giờ mình sẽ thôi đi, mình sẽ chuyển qua chức năng hàng mít trên con máy này cho tất cả quý hàng coi cho nó sự rực rỡ lòng em của nó. Rồi bây giờ mình sẽ bật qua cái thằng đây, hàng mít có khí CO2 bảo vệ.
Và máy này nó có cái việc mà điều chỉnh là thông minh một núm thôi. Mình chỉ share một núm này. Đây. Share ampere thì điện áp nó sẽ tự chạy theo. Cũng rất là tuyệt vời. Thì bây giờ mình sẽ đi tiến hành hàng chức năng thứ hai trên con máy này là chức năng hàng mic. Thì để hàng được mic thì mình lấy cái kẹp mát này nè, quý thầy nhìn nè ha. Cái súng hàng mic thì mình sẽ gắn dấu cộng. Và cái kẹp mát này thì chúng ta sẽ gắn dấu trừ. Rất là tuyệt vời. Bên trong thì mình đã lắp sẵn một cuộn dây hàng 5kg có khí CO2 bảo vệ, tức là dây ER70S6 của Kim Tín, mã là GM70S nè. Đó, mã này là mã nhà máy Kim Tín. Rồi mình sẽ tiến hành hàng dài ba đường cho mọi người coi. Được, tiến hành hàng liền cho tất cả quý hàng coi một đường này tuyệt vời này nha. Mời tất cả mọi người theo dõi nè. Hàng lùi về nha. Đó, một đường biểu diễn lùi. Giờ mình sẽ biểu diễn tới cho tất cả quý hàng coi. Tới lùi đầy đủ. Mic là nó hàng được mọi góc độ trong không gian mà, cho nên mình lùi. Giờ mình tới. Cũng rất là ngon lành, đúng rồi quý hàng ha. Rồi xong, bây giờ mình sẽ hàng cái góc giống như Raptor nó làm nha. Đây, cái góc bên này là Raptor. Rồi, bây giờ mình sẽ hàng cái góc này. Ráp to được thì thằng này cũng phải được chứ không phải là thua kém. Nhưng mà tại vì mình đang ngồi ở cái tư thế nó đang nghịch quá, cho nên là nó đi chưa được cái điều tay lắm. Nhưng mà sự mịn màng của hồ quang thì cũng rất là tuyệt vời. Đúng không cái thằng ha? Đây, ngày này mình hàng cho nó dễ nè. Rồi mình tiến hành mình bon và mình hàng một cái đường rất là hở nè, cho quý thằng coi nha. Rồi, bon. Đó, bon. Rất là rực rỡ lòng em đúng không? Rồi, sẽ tiến hành hàng cho mọi người coi một cái đường này trên đất thôi. Mời tất cả quý hàng theo dõi. Vô. MBC 288 thì cũng không có đến mức độ là thua Raptor mấy đâu ha các bạn ha. Cũng rất là rực rỡ lòng em. Rồi, hàng tới đâu ghiền tới đó. Sẽ đẩy thêm một đường nữa cho mọi người coi ở trên cái dạng mặt phẳng mà đang hở nè. Ưu điểm của mic là như thế này. Kể cả nó hở hở như thế này chúng ta vẫn xử lý rất là tốt. À, ví dụ giờ mình sẽ bon một phát để hàng trên mặt phẳng nè. Rất là tuyệt vời. Rồi, tiến hành hàng. Mời tất cả mọi người theo dõi nha. Vô.
Đây là đường hàng mít trên mặt phẳng, cũng là ổn định chứ không phải là tệ, đúng không cái này ha. Rồi xong, mình hàng ở trạng thái bon cho mọi người coi. Mít nó hay hơn que nằm chỗ đó, ví dụ mình làm tốc độ nó nhanh gấp 3-4 lần hàng que bon. Rồi, bon. Rồi. Cái này mình muốn kéo cũng được mà mình bon cũng được. Bây giờ mình sẽ ghép luôn này lại đi, mới cắt ra nãy nè, ghép lại. Rất là tuyệt vời. Để kéo ha. Đó, nghe tiếng là thấy ghiền miên man à. Hàng hình vòng cung ha, vô. Cái lửa mình chỉnh này là nó hơi lớn so với cái độ dày nè quý hàng, nhìn thấy không? Cho nên là mình phải đi tốc độ nhanh. Mà nếu không nó sẽ, con hàng nó chìm ghê lắm. Rất là rực rỡ lòng em. Đó, cái này là lửa nó quá lớn. Rồi, xong còn một cái đường gốc này mình ghiền lắm nè. Mình sẽ đẩy một đường gốc của cái thằng 4 ly này cho cái thằng coi nè. Còn một đường gốc này quá ghiền nè. Đẩy một đường cho mọi người coi nha. Rực rỡ lòng em của nó nè. Nói chung là những cái máy mà mình bán á, thì thật ra cái chất lượng nó rất là ổn cái này. Nó, mình biểu diễn những cái chuyện nó rất là tuyệt vời như thế này. Có khí không khí rồi được hết á. Còn cho tất cả mọi người coi đường 12 ly. Mười hai ly thì cần tăng lửa nữa, tăng cao nữa. Tăng lên 245. Rồi mình sẽ quất một đường 12 ly này cho tất cả quý thằng coi một đường nữa. Đây là máy rất là xịn hào. Vô. Quá tuyệt vời quý hàng, thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ vô mình cho quý hàng thử cái phần quà tặng ngày hôm nay. Mình sẽ tặng cái súng tích quẹt. Rồi mình sẽ đi tiến hành gắn súng tích quẹt và mình sẽ hàng thử nha. Súng tích quẹt thì mình sẽ gắn ở đây, mình sẽ gắn ở bên ngay chỗ dấu trừ nè quý hàng. Đây mình sẽ gắn ngay chỗ dấu trừ. Rồi kẹp mát mình sẽ gắn vô dấu cộng. Rồi cái đường khí á, đường khí của tích quẹt nè, cái này nhìn thấy không? Đây xuống tích quẹt nè. Rồi mình sẽ đi thẳng lên cái chai khí ạc gông luôn. Đây. Chai khí ạc gông đây. Rồi xong. Ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở chai khí ạc gông, mở van chỗ này. Mở khí nè. Đóng khí nè. Mở khí nè, đóng khí nè. Rồi, bây giờ mình tiến hành một miếng hàng inox cho mọi người coi nha. Đây. Xong, bây giờ mình sẽ hàng thử cho tất cả mọi người coi chức năng tích quẹt mình thường
thương tặng quý khách hàng nè. Bây giờ mình sẽ chỉnh dòng hàng tầm là 150-140 ampe thôi. Rồi mình sẽ nối hai miếng inox mỏng mỏng này. Miếng này là dày 3 ly. Rồi mình sẽ tiến hành hàn liền cái phần mà mình tặng thương tặng yêu quý hàng này nha. Đó, ghép hai miếng inox lại. Đây là cái cách khởi động tích quẹt, mở tích quẹt ra. Rồi chúng ta sẽ cho nó dính lại. Nó này ha, nè đây. Lít kim cái là mình cho nó dính lại. Vô. Xong, nó dính một điểm nè, các hàng thấy không? Rồi tiếp tục tới điểm này. Rồi, tiếp tục. Rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ mình tiến hành mình hàn hết cái đường này cho mọi người coi sự tuyệt vời của nó nha. Lít quẹt, lít nhẹ. Lít nhẹ cò rồi, ha. Cái tiếng nó kêu rẹt rẹt là do cái inox nó bị sét á quý này, chứ không phải tiếng của máy của cái tích quẹt đâu nha. Do inox nó sét cái nó kêu vậy đó. Xong. Cũng rất là rực rỡ đồng em, khóa khí lại. Đó, đây là toàn bộ đường hàn tích quẹt nó lên cái inox, cũng không có tệ bạc gì đâu nha khách hàng nha. Rất là tuyệt vời. Rồi chúng ta cứ để đây đi, rồi chúng ta sẽ qua thử cái con máy tích 250BC và thử luôn con máy tích rớt mà mình tặng cho quý khách hàng luôn. Rồi. Thì tích 250BC cũng là một cái huyền thoại, mình bán cũng nhiều rồi, thì mình lướt sơ qua thôi. Rồi chỉnh nè. Dòng nền là 40 là dòng làm nguội á. Rồi dòng chính nè, mình sẽ cho nó là 180. Rồi tần số xung mình cho 12 hẹt, độ động xung mình cho lên là 40. Rồi mình sẽ biểu diễn một đường trang trí cổ bô rực rỡ lòng em cho tất cả quý hàng coi, ngay tại trên cái miếng này. Đây là cái đường nãy mình hàng trên NBC288 nè. Rồi bây giờ mình sẽ quất đường này rồi mình trang trí rồi mình tẩy ra tất cả các kiểu cho quý hàng coi. Thực ra cái đường tích lạnh này mình hàng nó rất là đẹp, chứ không phải nó xấu là do quay camera nè. Thấy nó khó thôi. Đó, những cái lúc mà nó sẹt á là do nó thả lên cái bàn này nó thiếu mát. Thả bàn sắt này nó thiếu mát thôi. Nó đường rất là đẹp. Rồi, giờ trang trí cổ bô nha. Vô, mời tất cả các bạn theo dõi nè. Vô này nha. Vô nè. Đó, các bạn thấy nó ra những cái đường mũi tên rực rỡ lòng em không? Đó. Đây là một cái siêu phẩm này cũng rất là tuyệt vời trong cái chương trình tối nay. Đó, mọi người mua đi. Đó, 250BC. Tạo ra những đường cổ bô không hề thua kém một con máy nào đắc địa trên cái thị trường này. Đó, quý thằng hình dung mình nó quá rực rỡ lòng em. Chúng ta chỉ cần thay đổi vài ba thông số thì sẽ tạo ra những cái đường rất là đẹp. Làm lại lần nữa cho mọi người coi nè. Vô nè, vô. Đó, thấy không? Sự rực rỡ tuyệt vời của nó. Rất là mạnh mẽ. Đó, mình đi mình biểu diễn những cái đường mũi tên. Ví dụ mình đi tròn hoặc mình đi thẳng. Đó, làm đường nữa nè, vô. À, thấy không? Đây. Tạo ra những rồi, cái màu. Cảm ơn dạ. Anh nhiều nha. Ok, cảm ơn anh. Dạ. Các bạn thấy mình đang làm khách hàng cảm ơn mới mua 288. Quá rực rỡ lòng anh. Các bạn thấy tuốt Long An mới lên luôn. Rồi, quá rực rỡ lòng. Mình điều chỉnh là mọi người thấy sự rực rỡ của nó đây. Không gian dối nè mọi người, mình chỉnh lại nè. Mình cho lên một cái tần số giảm lại cái ha, cho nó hơi vàng chút xíu nè, để 11 hẹt. Độ động xung vẫn giữ nguyên. Tầng dòng nền vẫn giữ nguyên và dòng chính là mình cho lên 182 thì nó sẽ khác biệt một chút xíu, ra một cái màu hơi vàng vàng hơn. Đây, biểu diễn đường trang trí cổ bô. Rồi đây là đường hàng tích là mình sẽ biểu diễn con máy tích rớt cho mọi người coi luôn nè. Vô. Đó, nó sẽ tạo ra những cái đường màu sắc khác, các bạn thấy không? Các bạn thấy nó đẹp long lanh chiều nội trú không? Bây giờ mình cho cái độ rộng của cái con hàng này ra nó đẹp chút. Nhiều người muốn cái độ rộng có nghĩa là bề ngang con hàng á, thì mình sẽ chỉnh nhẹ cái này thôi. Đây, đây là độ rộng nè. Đây là tần số xung. Cho độ rộng lên 45. Thì mọi người sẽ thấy cái đường không thay đổi thứ khác nha. Thì sẽ thấy một cái đường mũi tên nó khác nữa. Mời tất cả quý hàng theo dõi nè. Trang trí lên chỗ này đi nha. Cho nó rực rỡ lòng em nha. Vô. Đó, mình thay đổi cái độ rộng đó. Thì nó sẽ tạo ra cái đường trang trí cổ bô màu sắc khác nữa.
mình đang hàng ở dưới trời mưa luôn, nghệ thuật mà đó, các bạn thấy không? Đó, đây là sự tuyệt vời của Tích 250 BC trong chương trình tối nay, quá rực rỡ lòng em. Rồi bây giờ mình sẽ ra mình tẩy cho mọi người coi trên con máy tích vết này, rồi mình sẽ khép video lại nha. Đây là máy mình tặng thôi, tặng thì mình sẽ gắn cái thằng súng tẩy nào quý thằng là cái cực màu đỏ gắn vô dấu trừ nha. Rồi kẹp mát thì mình gắn vô dấu cộng nha. Rồi mình sẽ cầm cái kẹp mát này ra nè, mình kẹp vô mấy cái đường nãy giờ mình đường trang trí của bô thì mình sẽ không tẩy nha, mình sẽ tẩy cái đường nãy mình hàng tích quẹt thôi. Rồi mình tặng cho quý hàng như vậy á thì nó sẽ có một cái bình hóa chất để tẩy và hai cái chổi tẩy như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho mọi người tẩy. Rồi, dặn cái súng tẩy vô. Rồi giờ mình lấy miếng hóa chất này mình đổ nhẹ nhàng ít ít vô. Rồi xong, như đây là đủ chơi ít ít à. Này là mình tặng máy và có tặng này luôn. Rồi xong lấy cái chổi này các bạn thấy không? Rồi. Mình đầu tiên quan trọng nhất lại mình hứa là tẩy cái đường này. Tẩy cái đường mà tích quẹt trên NBC 288 này. Mọi người coi nè ha. Lực rỡ lòng em nè, đó, đẩy nhẹ qua nha, đó. Tích quẹt hàng đó. Hơi đen tại vì mình đẩy một cái nhiệt đi từ đầu tới đít nó như vậy thì nó sẽ bị biến dạng inox nè mọi người nè. Nhưng mà không sao, có máy điện giải này rồi, lo lắng gì nữa. Nhẹ nhàng đẩy qua. Mọi người sẽ thấy một cái đường hàng sáng long lanh rực rỡ lòng em đó. Hồi nãy mình hàng bằng chức năng tích quẹt trên cái NBC 288 nè, đường này nè. Thấy không? Rồi xong. Đẹp lắm, lấy nước xịt ra nè nha, coi nè. Đó, xịt sạch sẽ. Đó các bạn thấy không? Đường tích quẹt nãy tới mình ngừng ngang đây nè, đó. Sáng liền. Sáng long lanh liền đây. Rồi, bây giờ những cái đường trang trí cổ bô này không thích nữa đúng không? Rồi, cho mày giải tán mày luôn. Không thích màu mè nữa thì bỏ nó đi. Đấy, xong. Đó các bạn thấy không? Không thích màu mè. Rồi, đặc biệt cái chỗ kia đen thui nha, chỗ này. Nè, nhẹ nhàng tình cảm nè, chỗ này đen thui đúng không? Xử mày luôn. Đây là một cái quà tặng cho cái thằng đó. Thấy đen thui đúng không? Đẩy qua. Đẩy qua. Đó cái thằng thấy không? Đây. Đây là gọi là máy tẩy mối hàng inox. Quá rực rỡ lòng em, cái thằng thấy không? Sáng long lanh. Tích 250BC ngày hôm nay là ngày 8 tháng 7 mình tặng cho quý hàng một cái máy tẩy mà em nó đang tẩy rực rỡ lòng em, quý hàng. Thì như vậy á, là những cái chương trình khuyến mãi mà mình đặt ra trong những cái tháng 7 này rất là tuyệt vời. Rồi đây nè, mọi người đang coi nè, tích lạnh 250 BC giá 5,2 triệu vẫn không có đổi giá mà còn tặng thêm cái máy điện giải inox này. Và mọi người thấy đang trên màn hình là mình đang sử dụng con máy tích vết mà tặng cho quý hàng, quý hàng thấy không? Cái này nó thiếu mát thôi, rồi mình để hỏng lên á, đẩy qua này, đó. Thấy không? Ăn mát là từ ăn trên miếng inox này kẹp qua đây, thấy không? Làm gì cũng không gian gió mập mờ đây nữa nè. Cho nên mọi người coi bên trong video bữa nay cũng rực rỡ làm em lắm, tặng đồ đủ thứ, tặng máy, tặng tất cả các kiểu. Cái này nó thả lên đây nó thiếu mát đúng không? Đưa qua này. Đây. Sáng long lanh, sáng long lanh. Tất cả những cái gì mối hàng inox là em nó giải quyết hết đây. Sáng long lanh. Sáng long lanh. Quá tuyệt vời. Đó. Đáng đồng tiền bác vợ. Cái này nhìn ha. Xong rồi. Tất cả những cái gì thuộc về inox mình đã xử lý xong hết. Đây là quà tặng tích 250 BC. Đây, cái này thấy không? Đẹp không? Ngon lành không? Mối hàng kiểu gì cũng giải quyết được hết. Quá tuyệt vời. Bây giờ video nó quá dài thì mình xin phép dừng video lại nha quý hàng nha. Xin thân ái chào tạm biệt quý hàng, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Quay cái này coi.